Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã đến với IELTS Musketeer Zone. Và mình là Tùng. Trong cái phần này thì mình cùng anh Đăng sẽ chia sẻ với các bạn rất là nhiều tips hữu ích về kỳ thi IELTS. Anh Đăng sẽ chia sẻ về writing, còn mình sẽ chia sẻ về speaking. Và chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của speaking. Trong hôm nay mình thấy rất là hợp lý khi mà chúng ta giải quyết một vấn đề rất là lớn trong IELTS speaking. Đó là cách để phát triển ý tưởng trong một cái câu nói. Bởi vì các bạn biết là yếu tố đầu tiên khi mà người ta chấm IELTS speaking đó là fluency, đúng không? Nó độ trôi chảy. Mà muốn có độ trôi chảy thì chúng ta không thể nói kiểu một câu được, mà chúng ta phải trả lời lại kiểu dùng 2 đến 3 câu gì đấy. Thế làm thế nào để chúng ta nói được 2 đến 3 câu đó, đúng không? Làm thế nào để chúng ta phát triển ý tưởng tiếp? Bởi vì bình thường là các bạn cảm thấy là sau khi trả lời xong một câu là kiểu rất là bí ý, đúng không? Và để mà phát triển được ý tưởng ấy thì các bạn nên nghĩ đến một câu trả lời trong speaking, nó bao gồm hai phần. Nó hai phần chính. Thứ nhất là phần information. Ok, mình phiên phép tắt là info nhá. Yeah, information. Và cái thứ hai ấy, đó là phần discussion. Alright. Tức là như thế này, khi mà giám khảo hỏi chúng ta một câu thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải trả lời cái câu đó là dùng cái phần information, đúng không? Ta đưa ra thông tin về những cái gì mà giám khảo hỏi. Giả sử bảo là em ăn cơm chưa, mình bảo ăn em ăn cơm rồi, đấy là phần information. Bảo là em là học sinh, em đang đi làm, cái câu mà kiểu em đang đi làm, đấy là phần information. Ok, nhưng chúng ta nên có thêm một cái phần discussion đằng sau cái phần information đấy, để chúng ta thảo luận về cái thông tin đó. Là sẽ các bạn nói thêm một chút về trường học của mình, nói thêm một chút về cái công việc của mình. Không cần quá dài nhưng mà ít ra cũng phải được thêm khoảng 2-3 câu, đúng không? Thế thì làm thế nào để chúng ta có được một cái phần discussion nó hợp lý, đúng không? Thì nếu nhá, mình theo cái quy tắc này, nếu mà cái topic đấy là cái topic mà bạn rất là đam mê chẳng hạn, đúng không? Nó đúng cái lãnh thổ của bạn luôn, thì bạn cứ freestyle thôi. Yeah, bạn cứ nói bất cứ cái gì mà bạn nói. Bởi vì mình biết chắc chắn là nếu mà đó là topic bạn thích thì các bạn sẽ có rất là nhiều ý tưởng. Tuy nhiên này, đôi khi hoặc là đa phần chúng ta gặp những cái topic mà nó hơi khó, đúng không? Hoặc là những câu hỏi mà chúng ta thường ít người hỏi chúng ta, thì không biết là discuss kiểu gì, biết trả lời thôi, đúng không? Đấy, em thích xem TV không? Bảo biết là em thích xem thôi, đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta có một số, mình sẽ liệt kê ra 4 cái cách để chúng ta có thể phát triển ý tưởng như sau, gọi là để chữa câm luôn, đúng không? Trong bài thi IELTS speaking. Cách thứ nhất ấy, đó là lấy một ví dụ. Example. Ok. Tức là như thế này, ví dụ là những cái gì mà nó thật là sự là nó thân thương với mình. Thế thì khi mà mình nói ra các cái đấy thì chắc chắn mình sẽ có nhiều thứ để nói hơn. Giả sử các bạn gặp phải một cái chủ đề nó rất là chung chung, như là kiểu hobby chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là sở thích của em là gì đấy. So what are your hobbies, hoặc là what do you do in your free time, đúng không? Thì các bạn bảo là em thích đọc, được chưa? Ví dụ giả sử các bạn bảo là ok, so I like to read in my free time, đúng không? Thế nếu mà các bạn thích đọc ấy, thì chúng ta nếu mà giải thích về tại sao chúng ta thích đọc thì nó hơi khó. Nhưng mà thay vào đó các bạn có thể nói là ok, cái quyển mà em rất là thích là quyển này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn, bởi vì trong quyển sách nó có rất là nhiều nội dung, cảm xúc của bạn về quyển sách đấy nó như thế nào, các bạn có thể nói rất là nhiều, được chưa? Tất nhiên này, khi mà chúng ta đưa ra một ví dụ như vậy thì để làm cho cái technique này nó tròn trịa hơn ấy, thì chúng ta không nên nói những câu kiểu khô khan như là for example, for instance. Chúng ta nói những cái cách gì nó hay hơn một chút. Và một trong những cái cách mà mình hay rất là hay dùng ấy, đó là một thứ mà em thích từ bé đến giờ là. Đấy. Nghe cái đấy mà dịch ra tiếng Anh thì hơi buồn cười, nhưng mà nếu mà các bạn dùng cái câu của nó trong tiếng Anh, cái bản tương đương rất là hay, đó là one of my perennial favorites. Đấy. Is cái quyển này. Được chưa? Thế bạn thấy là ngay cái câu mà chúng ta dẫn nó ví dụ thôi, nó cũng sẽ rất là gây ấn tượng với cả giám khảo, đúng không? Đấy, ví dụ như kiểu do you have any hobbies? Oh yeah, I like reading and one of my perennial favorites is The Hunger Games chẳng hạn, đúng không? Một quyển sách mà em thích nhất từ trước đến nay đó là Hunger Games. Perennial có nghĩa là kiểu từ trước tới nay, được chưa? Và yeah, các bạn có thể nói thêm về Hunger Games, kiểu the story is about một cô gái đánh nhau với 2-3 thằng khác, đúng không? Đấy, become a champion, something like that. Nhưng mà cái câu dẫn vào, đúng không? Nó đã hay rồi, và khi mà các bạn dẫn vào ví dụ, các bạn chỉ cần nói thêm khoảng 1-2 câu nữa thôi, đúng không? So, perfect. Yeah. Vậy technique đầu tiên nhá, đó là give an example. Technique thứ hai này, đó là mình sẽ nói về các cái lợi ích, benefits. Alright, đúng không? Và chúng ta nên nói về các cái lợi ích ấy khi mà các bạn nghe thấy một số các cái từ như là cái này nó có necessary hay không này, đúng không? Hoặc là cái này nó có important hay không này, được chưa? Alright, thế khi mà các bạn nghe thì giám khảo hỏi câu đấy, cái việc này nó có necessary không, việc này nó có important không, đúng không? Chúng ta sẽ đánh với cái benefits. Yeah. Và benefits thì mình nghĩ là nó có hai loại benefits chính thôi. Đấy, thứ nhất ấy, đó là chúng ta có physical benefits, đúng không?
tức là lợi ích về mặt kiểu như là thể chất đấy, nó giúp chúng ta khỏe hơn. Và tất nhiên cái lợi ích thứ hai thì nó sẽ là lợi ích về tâm hồn, mental or spiritual benefits. Okay. Vậy khi mà các bạn nói về physical benefit, chắc là cái câu hỏi nó phải hỏi về một cái hoạt động chân tay gì đó, đúng không? Giả sử như là do you think people need to do sports, đúng không? Em nghĩ rằng người ta có nên tập thể thao không? Hoặc là do you think walking is important, đúng không? Em nghĩ rằng đi bộ nó có quan trọng không? Thì chúng ta có thể đánh về physical benefit. Đấy. Và trong cái physical benefit thì các bạn nên biết một số các cụm từ để nói là kiểu giữ vóc dáng hoặc là có một cơ thể nó khỏe mạnh hơn, đúng không? Thì nó có ba từ mà mình hay dùng phổ biến nhé. Thứ nhất này đó là từ keep fit. Okay. Các bạn đừng nói từ fit này là âm y dài nhé, rất nhiều bạn đọc là keep fit. Đấy. Cái này không phải fit, fit là chân rồi, đúng không? Đấy, chúng ta đọc rất là nhanh thôi, fit. Đấy. Và hơi trùng giọng xuống một chút. Đấy. So keep fit. Một số người thì hay dùng cái từ này là stay in shape. Alright. Yeah, stay in shape. Và cũng có rất là nhiều học sinh của mình thì dùng cái này, đó là get lean. Yeah. In shape thì các bạn có thể dễ dàng hiểu được nó là kiểu vóc dáng, đúng không? Hình dáng, đúng không? Còn get lean, lean ở đây từ rất là hay. Lean nghĩa đen của nó có nghĩa là không có mỡ, kiểu nạc ấy, kiểu thịt nạc là lean meat, đúng không? Đấy, get lean là kiểu để cho người nó nạc hơn, đúng không? Ví dụ như mình bao giờ cũng đang cố gắng để get lean. Đấy. Ví dụ bạn có thể nói là kiểu so what are your hobbies, đúng không? Các bạn có thể nói là okay, so I like to play sports and I think sports is a wonderful way to get lean. Thế thôi, đúng không? Thêm một câu rất là hay rồi. Và cái thứ hai đó là lợi ích về tinh thần, đúng không? Lợi ích về tinh thần thì nó có rất nhiều thứ, được chưa? Các bạn có thể nói về kiểu một cách để thư giãn ấy, đúng không? Quan trọng là chúng ta dùng cái từ thư giãn gì nó hay một chút. Thì mình có một số các cái idiom các bạn có thể dùng để thay cho cái từ relax, đúng không? Relax thì hơi chán, các bạn có thể dùng cái gì nó fun hơn một chút. Giả sử như là kiểu xõa sợi, đúng không? Trong tiếng Việt có từ xõa sợi mà xõa tiếng Anh là xõa tiếng Việt luôn. Xõa là kiểu buộc tóc xuống, đúng không? Đơn giản nó thành ngữ let my hair down. Được kia, ui rồi dễ cực kỳ luôn. Xõa tiếng Anh và xõa tiếng Việt giống hệt nhau mà. Yeah, let my hair down. Ví dụ các bạn có thể nói là kiểu okay, so I like to read books. And I think reading books is a fantastic way to let my hair down, đúng không? And chill. Thế thôi. Các bạn cũng có thể dùng cái giống trong tiếng Việt đó là gì nhỉ? Ngoài cái xõa chúng ta còn dùng kiểu xả hơi, đúng không? Tiếng Anh cũng có xả hơi luôn. Các bạn đoán được từ hơi là từ gì không? Không phải gas. Gas ấy hơi mạnh quá. Đây là hơi mà hơi nước thôi. Nó là steam, đúng không? Cái thành ngữ đây nó là blow off some steam. Alright. Yeah. Đấy, vậy các bạn có thể nói là ôi, em thích làm cái đấy và cái đấy nó là một cái cách rất là tuyệt vời để blow off some steam. Rất là đơn giản, đúng không? Và có những cái lợi ích ấy mà nó còn có thể phối giữa physical và mental. Đúng, giả sử kiểu đi bộ ấy, các bạn có thể nói là okay, so I love walking. And I think walking is a fantastic way to stay in shape. Đúng không? And in addition, right, it also helps me to blow off some steam after a hard working day. À, như vậy, đúng không? Rất là đơn giản, tới ba câu đơn giản thế là gì, nó đánh về benefits xong luôn, đúng không? Và nếu mà các bạn cảm thấy rất cái những cái này nó hơi khó nhớ, hoặc hôm nay chúng ta có hơi nhiều kiến thức một chút, đúng không? Mình dạy cho các bạn đúng một cái thôi, đúng một thứ thôi để các bạn nói hết về benefits, đúng không? Đó là một cái câu nó không hẳn là đi idiom lắm đấy, nhưng mà một câu nói trong văn nói như này, đó là câu do wonders for. Okay. Do wonders for. Do wonders for nó có nghĩa là kiểu có ích cho cái gì đấy, benefit something. Được chưa? Vậy nếu các bạn muốn nói các bạn giám khảo hỏi bạn câu gì nhỉ? Is learning languages important? Vậy là học ngôn ngữ quan trọng không, đúng không? Bạn sẽ ôi rồi absolutely. Và cái câu đầu tiên bạn cho luôn. I think learning a second language definitely does wonders for our personal development, chẳng hạn, đúng không? Đấy, nó rất là có ích cho cái gì đấy. Và các bạn chỉ cần thay từ benefit thành do wonders for. Alright, tạo cái thói quen đấy nhá. Cứ có benefit phát thay luôn bằng do wonders for. Được chưa? Ví dụ như là kiểu languages do wonders for children's cognitive development, đúng không? Playing sports does wonders for my health. Đơn giản thế thôi, đúng không? Ta luyện cái từ này nhiều nha, từ rất là dễ dùng luôn. Và nghe rất là sướng, đúng không? Sướng quá gì nữa. Đâu? Và chúng ta đã đi qua hai cách rồi, đúng không? Rất là hữu dụng này. Nếu các bạn muốn phát triển ý tưởng, đầu tiên các bạn có thể đưa ra một cái ví dụ, đặc biệt nếu mà nó là một cái thứ thân thương với mình, đúng không? Và một cái câu mà mình sẽ dạy các bạn để mình đã dạy các bạn để đưa ra ví dụ, đó là one of my perennial favorites is, đúng không? Đấy, một trong những cái mà em thích rồi từ tấm bé đến giờ, đúng không? Lúc nào em thích đó là cái này.
Được chưa? Cái thứ hai đó là benefits, và mình đã đưa cho các bạn là có physical cũng như là mental benefit, tùy vào cái câu hỏi nó đang hỏi về cái gì, đúng không? Cái gì mà chân tay thì physical, cái gì mà kiểu deep deep tí, đúng không? Cái gì mà nó đầu óc tâm hồn tí thì là mental. Mà nếu mà các bạn không nhớ được cái physical và mental, các bạn có thể nhớ cái đầu tiên, bắt đầu hôm nay với một sự thay đổi rất lớn. Nó bé thôi nhưng mà ảnh hưởng rất lớn, đó là thay từ benefit thành do wonders for. Ok, vậy bên này nhá, ví dụ là one of my perennial favorites is, bên này lợi ích thì là do wonders for. Và đến cái cách thứ ba của mình, đây cũng là một cách mình rất là hay dùng, đó là popularity. Đấy, chúng ta nói về cái độ phổ biến của cái mà giám khảo đang hỏi mình. Giả sử giám khảo hỏi bạn là kiểu do you like to walk? Em có thích đi bộ không, đúng không? Mà bạn cảm thấy là walking là một cái thứ nó rất là phổ biến ở Việt Nam, thì các bạn cũng có thể nói về ok, ở Việt Nam rất là nhiều người đi bộ, đúng không? Không chỉ có em, được chưa? Và làm thế nào để chúng ta có thể dẫn ra cái câu đấy một cách nó hay một chút, thì các bạn có thể dùng cái từ dẫn ở sau, đó là for the most part này. Được chưa? For the most part, người ta có thể dịch sang một cái câu tương đương trong tiếng Việt, đó là nhìn chung ấy, đúng không? Đa phần ấy, nhìn chung. Được chưa? For the most part thì người Việt Nam chẳng hạn, đúng không, rất là big on. Ok, walking. Cái từ big on ở đây là một từ mà thay thế cho từ like thôi các bạn ạ. Được chưa? Nó cứ giống từ like thôi. Đấy, nhưng mà nhìn nó khác đúng không? Nhìn nó rất là hay. Nó các bạn cứ nghĩ là nó giống kiểu keen on ấy, đúng không? Vậy thay vì là kiểu nói là I like walking không nhá, các bạn thể nói là ok, so I love walking and for the most part, Vietnamese people are also very big on walking. When you go out on the street in the morning, you see lots of people walking around, doing exercise. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể nói về các cái sở thích khác hoặc các cái chủ đề khác. Giả sử như là sưu tầm chẳng hạn, đúng không? Khi mà giám khảo hỏi bạn là ok, em thích sưu tầm không? Mà mình không thích sưu tầm thì mình có thể nói về độ phổ biến của sưu tầm ở Việt Nam, đúng không? I'm not really a collector, right? Kiểu do you like to collect things? No, I'm not really a collector. For the most part, Vietnamese people are also not very big on collecting things. Okay, it's kind of boring, đúng không? Thế thôi, rồi cái này rất là dễ dùng, đúng không? Cái thứ hai, nếu mà bạn nói về một cái khái niệm gì đó, một cái loại cửa hàng chẳng hạn, hoặc một loại đồ ăn, đúng không? Các bạn có thể dùng một từ khác để miêu tả sự phổ biến, đó là từ ubiquitous. Okay, từ này các bạn nhớ đánh vần đúng nhá. Và cái ta đọc ấy, thì các bạn phải đọc lướt, nó là ubiq, nhớ vần chữ bích nhá, ubiquitous. Ok, ubiquitous nó có nghĩa là rất phổ biến, rất common. Giả sử giám khảo hỏi bạn là kiểu so what kind of food do you like to eat? Em thích ăn đồ ăn gì, đúng không? Mà mình nói là kiểu I love to eat street food. Em thích ăn đồ ăn đường phố, đúng không? Các bạn thể nói về độ phổ biến của đường phố. Đồ ăn đường phố, đúng không? Đó là and street food is quite ubiquitous in Vietnam. You know, every day, on every street you can see street vendors selling all different kinds of street food. Đó, đúng rồi, thế thôi, ubiquitous nó sẽ cho các bạn ý tưởng để bạn nói thêm. Được chưa? Rất phổ biến. Và còn một từ cuối cùng mà trong phổ biến mà mình muốn dạy các bạn, đó là những cái gì mà nó đang rất hot, rất là trào lưu. Thế chúng ta phải dùng một cái từ nó mạnh hơn một chút. Đấy, thì chúng ta có thể dùng cái từ này. Cái này gần như là một cái idiom, đó là all the rage. Ok, các bạn nhớ là có cái âm j ở cuối chữ rage nhé. Ok, so all the rage có nghĩa là đang rất là hot. Được chưa? Ví dụ các bạn muốn đánh về độ phổ biến của một ca sĩ, bạn nói đúng không? Dùng kết hợp giữa example và popularity này. Ví dụ như này, what kind of music do you listen to? And các bạn có thể nói là so my favorite genre is pop, and one of my perennial favorite singers is Sơn Tùng MTP. Đúng không? And he is kind of all the rage in Vietnam right now. Đúng không? Rồi bây giờ anh rất hot ở Việt Nam. Được chưa? Đấy. Vậy tóm tắt lại nhá, có 3 cách mà chúng ta đã đi qua để phát triển ý tưởng này. Thứ nhất là give an example bằng từ perennial favorite. Thứ hai, chúng ta nói về benefits bằng từ do wonders for. Và thứ ba, chúng ta nói về độ phổ biến popularity bằng những cụm từ như sau này. Thứ nhất này, người khác cũng thích, đó là for the most part, người ta cũng rất là big on cái đó. Thứ hai, đó là cái gì rất phổ biến gọi là ubiquitous, đúng không? Chúng ta nhìn nó ở khắp mọi nơi, nó gọi là ubiquitous. Và thứ ba, cái gì rất hot, đó là all the rage. Ok, all the rage. Ok, và cái cách cuối cùng là gì? Tất nhiên là mình để con chùm cuối là mình để cuối cùng rồi, đúng không? Cách cuối cùng là cách mà mình thích nhất. Đấy, đó là cách discuss the opposite. Yeah. Thảo luận về những cái gì mà nó ngược lại. Tức là trong khi nói, chúng ta phải luôn luôn chúng ta so sánh, luôn luôn chúng ta so sánh. Đúng không? Giả sử ấy, khi mà giám khảo hỏi bạn là kiểu what do you like about your neighborhood? Đúng không? Em thích gì về nhà em? Nếu bạn chỉ nói một câu, đó là kiểu nhà em thì nó rất là quiet, đúng không? Ok,
thì các bạn có thể phát triển thêm bằng cách nói là u rồi ở nhà em rất là yên ắng, nó chả giống gì cái khu trung tâm thành phố chả, đúng không? Khu trung tâm thành phố nó rất là gì đấy, thì bạn có thể nói thêm một cái từ ngược lại với cả quiet, đó là kiểu bustling chẳng hạn, đúng không? Đấy. Vậy thì cái câu trả lời của bạn từ rất là ngắn là I guess what I like about my house is the fact that it's quite, you know, relatively quiet. Đúng không? Tương đối là tương yên ắng này. Các bạn có thể so sánh nhé. Unlike the inner city area, for example, which is always bustling and always noisy. Đúng không? Thế chúng ta thấy là cái technique mà discuss the opposite là gần như nó nhân đôi cái độ dài câu lên. Đúng không? Và có một số từ mà các bạn có thể dùng với discuss the opposite nó rất là hiệu quả. Thứ nhất là cái từ unlike, cái từ này là kiểu cửa mồm của mình luôn. Đúng không? Đấy, unlike, tức là không giống như, đúng không? Hoặc các bạn có thể dùng là kiểu compare to. Đấy, so với cái này cái kia chẳng hạn. Và cái technique này nó sẽ đặc biệt hữu dụng ở trong cái phần part 2, speaking part 2. Khi mà các bạn phải nói trong vòng 2 phút đúng không? Thì mỗi cái gợi ý mà người ta đưa ra chúng ta nên nói kiểu khoảng độ 30 giây gì đó hoặc hơn, đúng không? Thì cái technique mà so sánh này sẽ giúp cho các bạn nói rất là nhiều. Đấy, giả sử nhá, khi mà các bạn nói là ơi tôi rất là thích cái cửa hàng đấy bởi vì nó rẻ, chúng ta hãy so sánh là ơi so với những cái chỗ khác nó rất là đắt nhá. Chúng ta có thể nói là gì? I guess what I like about the store is that everything in the store is reasonably priced. No, unlike most other stores in the same area, which tend to, you know, rip customers off, đúng không? Kiểu cắt cổ ấy. Đúng không? Thì những cái vốn từ vựng như vậy, kiểu đắt và rẻ là chúng ta cũng nên học, đúng không? Để chúng ta dùng cái technique discuss the opposite cho nó nhiều. Đấy. Vậy nếu mà chúng ta học từ theo kiểu như là đối nghịch ấy, đúng không? Học theo cặp, có từ này với từ trái nghĩa của nó, thì discuss the opposite sẽ là cái mà các bạn dùng để phát triển rất là nhiều. Đấy chưa? Và đặc biệt là những cái câu nào mà giám khảo có hỏi về cả hai đối tượng nhé. Ví dụ em thích ở nhà hay em thích ở apartment. Đấy, đúng không? Em thích ở trong nhà, em thích ở căn hộ. Các bạn nên nói cả hai. Đúng không? Ví dụ như là gì? I guess I tend to prefer staying in an apartment because cleaning is easier, đúng không? Đấy, xong bạn so sánh luôn compared to, you know, a house where I think you have to clean a lot and it's a real hassle. Đúng không? Nó rất là phiền, được chưa? Alright, vậy hôm nay chúng ta đã học được 4 cái technique để chúng ta phát triển một câu trả lời trong IELTS speaking nhé. Thứ nhất này, chúng ta hãy đưa ra một example nếu đó là một cái gì mà rất là thân thuộc với bạn. Giả sử, one of my perennial favorites is... Okay. Cái thứ hai đó là chúng ta nói về benefits, lợi ích, đúng không? Bằng một từ rất đơn giản, đó là do wonders for. Cái này do wonders for cái kia, nó giúp cái kia cải thiện, giúp cái kia phát triển, đúng không? Benefit. Thứ ba, chúng ta nói về độ phổ biến, popularity. Đấy, các bạn có thể nói ok, for the most part thì người Việt Nam có thích cùng cái đấy không, hoặc là cái đấy nó có ubiquitous ở Việt Nam không, đúng không? Hoặc là cái đấy nếu mà rất hot, các bạn có thể nói là all the rage. Alright. Và cuối cùng discuss the opposite, đúng không? Chúng ta nói về cái ngược lại thì nó sẽ nhân đôi cái độ dài câu hỏi lên, câu trả lời lên, đúng không? Các bạn có thể dùng từ nối như là unlike hoặc compare to, đúng không? Hoặc các bạn có thể tách riêng nó ra một câu kiểu by contrast or something like that. Alright, và đó sẽ là kết thúc của tập 1 của IELTS Musketeer Zone với mình. Đấy, và hy vọng là 4 cái cách phát triển này, chính 4 cách này là mình dùng trong phòng thi luôn, thì nó sẽ giúp các bạn trong phòng thi như là nó giúp mình nói được trôi chảy hơn, nói được có cái ý tứ nó hay hơn, đúng không? Alright. Và sau đây sẽ là phần Q&A in which mình sẽ trả lời một số các cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho chương trình. Số câu hỏi rất phổ biến và chương trình tổng hợp lại như sau. Câu 1, thầy ơi cho em hỏi cách học speaking tốt nhất trong điều kiện không có người tập cùng là gì? Tức là kiểu khi các bạn không có partner, bạn ở xa, hoặc là thậm chí là những bạn ở trong thành phố đôi khi cũng không có partner để luyện, thì cái cách luyện thì nó cũng tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn rồi, đúng không? Tuy nhiên là các bạn vẫn có thể luyện được. Mình nghĩ cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần có đó là một tập đề. Đấy, chúng ta cần phải có đề thì mới luyện được. Và đề ở đây nó lên range từ part 1 cho tới part 3, đúng không? Thì cái phần mà các bạn nên luyện nhiều nhất ấy, nếu các bạn không có partner ấy, các bạn nên luyện part 2 and part 3 nhiều nhất, đúng không? Và khi mà chúng ta luyện thì chúng ta cứ ưu tiên cái cách đầu tiên, nó là chúng ta ưu tiên cái fluency đó. Tức là sự trôi chảy cũng như là cái phản xạ nhanh đối với cả câu hỏi, đúng không? Nó sẽ gây cái ấn tượng tốt với cả giám khảo. Sau đó các bạn mới tập trung về từ vựng. Alright. Và khi mà các bạn luyện ý, thì rất là tốt nếu các bạn có thêm một cái tập gọi là câu trả lời mẫu nữa.
Được chưa? Chúng ta trả lời một lần rồi, sau đó chúng ta nhìn vào trong câu trả lời mẫu xem là người ta trả lời khác mình như thế nào. Chúng ta học tập được những cái nâng cấp, đúng không? Ok, ví dụ kiểu mình và người ta cùng nói một ý, nhưng người ta lại dùng cái từ hay hơn mình chẳng hạn, đúng không? Thì mình có thể học được từ đó. Vậy thì tóm lại là bạn cần một tập đề nhá, và một cái bộ câu trả lời mẫu thì các bạn vẫn có thể luyện ở nhà được. Alright, và tập trung luyện part 2 cũng như part 3. Đấy, nếu các bạn không có part được. Câu hỏi thứ hai mình nhận được đó là làm thế nào để luyện accent như thầy. Ui, accent mình hay á. Accent tốt có phải là một điểm cộng cho giám khảo không? Tất nhiên ở trong trong cái yếu tố mà chấm pronunciation của IELTS speaking ấy, các bạn có thể đọc cái phần đấy ở trên mạng, thì nó không có yếu tố accent. Nó không có nói là kiểu phải nói giọng Anh điểm mới cao, giọng Mỹ điểm mới cao, không có yếu tố đấy. Nhưng tất nhiên nó là một cái lợi thế, bởi vì khi mà nói theo giọng ấy, chúng ta cũng đồng thời là phát âm các cái mọi thứ nó chuẩn hơn nữa, đúng không? Tuy nhiên thì các bạn nói Anh Việt cũng được, miễn là các bạn nói rõ là được, đúng không? Mình rất thích Anh Việt, Anh Việt là cái giọng tiếng Anh rõ nhất trên hành tinh này rồi, đúng không? Thì các bạn có thể nói Anh Việt cũng được, nếu mà các bạn thích. Thì miễn là chúng ta tập trung vào phát âm đúng và phát âm cho nó rõ thôi. Còn có accent đương nhiên nó sẽ làm cái ấn tượng rất là tốt đối với cả giám khảo, đúng không? Mình chia sẻ một câu chuyện vui nhá. Ngày xưa ấy, mình với cả vợ mình là đang đi chơi trên phố cổ, tự nhiên một chú Tây ra hỏi đường, bảo Hồ Tây ở đâu em? Mình bảo Tây nó ngáo, Hồ Tây ngay góc phố không nhìn thấy. Nhưng mà mình chỉ dẫn ông ấy, vẫn chỉ dẫn ông ấy, rất là nice. Mình nói một số câu rất là đơn giản thôi, ví dụ như mình bảo là okay, so you go down the street, you take a left, and it should be right there, you cannot miss it. Rất đơn giản như thế, nhưng mà ông Tây ông khen mình là wow, your English is really good, you should be a teacher. Xong mình trả lời là I am. Bạn để ý là ông Tây ông khen mình là your English is really good. Ông không nói là your pronunciation is really good. Tức là như nào, cái phát âm tốt ấy, nó, và cái giọng Mỹ ấy, nó cho người ta cái cảm giác là tiếng Anh của mình rất là tốt. Mặc dù là các cái từ mình dùng nó không có gì khó, đúng không? Cho nên là accent definitely is going to, you know, give you an advantage. Okay. Câu 3 này, nên nói giọng Anh hay Anh Mỹ khi đi thi IELTS? Câu trả lời rất đơn giản, các bạn nên nói cái giọng mà bạn nói được. Đấy. Giám khảo sẽ không có kiểu như là giọng Anh thì tốt hơn giọng Anh Mỹ. Giọng Anh Mỹ người ta ghét chẳng hạn, đúng không? Người ta ghét người Mỹ, không phải như thế đâu. Các bạn nói giọng nào cũng được, thậm chí không cần Anh hoặc Anh Mỹ cũng được, như là mình nói rồi, đúng không? Các bạn cứ chọn cái giọng nào mà các bạn cảm thấy là mình có thể phát âm được rõ ràng nhất. Nhiều bạn thích Anh Mỹ, nhưng mà khi phát âm Anh Mỹ thì mồm kiểu phát âm nó hơi bị đầy quá, nó nghe nó hơi khó, thì chúng ta nên theo Anh chẳng hạn, hoặc là theo Anh Việt, đúng không? Thế nên là giọng nào mà bạn cảm thấy là mình phát âm rõ ràng nhất thì chúng ta nên theo. Câu 4 này, đề IELTS hay hỏi về những vấn đề mà nếu là tiếng Việt thì em ngại và khó. Đúng như vậy đấy. Đến tiếng Anh thì phải làm thế nào? Đặc biệt là khi mọi nỗ lực chuẩn pronunciation như tụt dốc. Tức là lúc đấy là kiểu mất máy, đúng không? Kiểu gặp câu hỏi khó không biết cái gì. Giả sử mình đang nghĩ là các bạn đang hỏi đến topic của Speaking Part 3, đúng không? Đấy. Thì trong những cái câu hỏi khó ấy, thì mình thường có cái phản xạ như này. Nghe thì có vẻ khó, nhưng mà có thể là nếu mà chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ nghĩ ra ý tưởng, đúng không? Thì trong những câu đấy mình hay câu giờ như này. Đầu tiên đó là ui câu này hay quá, đúng không? Man, đây mình rất tự hay lên trên bảng nhé. Đó thật là một cái câu hỏi mà intriguing đấy. Đúng không? Để cả nếu mà chúng ta không biết ấy, chúng ta cũng phải nói em không biết theo một kiểu rất hay. Được chưa? Oh man, that's such an intriguing question. Được chưa? Sau đó các bạn có thể nói thật luôn, đó là thực ra đấy không phải là cái topic mà em thích lắm. Ok, các bạn có thể nói là it's not a topic of my interest, chẳng hạn như vậy, đúng không? Nó thực sự là nó không phải là một cái topic mà em thích lắm. It's not a topic of my interest, yeah. Sau đó các bạn có thể đưa ra một cái câu trả lời chung chung về câu hỏi đó. Giả sử nhá, mình gặp một cái câu speaking part 3 rất là khó như sau. Global warming có ảnh hưởng tới kiến trúc không? Đúng không? Nghe cũng rất là hành não, đúng không? Các bạn có thể nói oh man, that's such an intriguing question. And to be honest, climate change and architecture are not topics of my interest. Well, sau đó các bạn trả lời chung chung thôi. But I guess this phenomenon definitely has a huge impact on the way that we build houses. Đúng không? Hiện tượng này rất là ảnh hưởng đến cách chúng ta xây nhà. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta paraphrase từ kiến trúc ấy, thành cách chúng ta xây nhà, thì các bạn có thể nghĩ ra các ý tưởng luôn. Đó là kiểu ok, ví dụ nóng lên chúng ta phải xây nhà tường dày hơn, đúng không? Hoặc là phải trang bị điều hòa chẳng hạn, đúng không? And for example, I mean, I think houses must definitely be equipped with air conditioning, đúng không? Đấy, thì yeah, don't worry, câu hỏi khó chắc chắn là sẽ có.
các bạn có thể trả lời thật là mình không biết, hoặc các bạn có thể câu câu giờ, đúng không? Đó là câu hỏi hay thế, em không quan tâm lắm, đúng không? Nhưng mà nếu mà em có phải trả lời thì rất là chung chung như thế này. Sau khi chúng ta paraphrase xong mà nếu có ý tưởng thêm thì chúng ta nói tiếp, không thì thôi. Don't worry, kỳ thi IELTS nó không phải là một kỳ thi kiến thức đâu bạn ơi, nó là kỳ thi ngôn ngữ mà, đúng không? Thế nên là không biết thì các bạn mới không biết, nhưng mà nói không biết thì kiểu hay hay thì, đúng không? Câu 6 rất ngắn gọn, thầy luyện nói như thế nào ạ? Khi mà mình luyện nói thì như lúc nãy mình có nói với các bạn ấy, mình luyện nói là mình luyện ở Việt Nam, mình không có partner. Mặc dù là vợ mình ở nhà với cả mình thì vẫn hay nói tiếng Anh với nhau, nhưng mà khi mà mình luyện nói thì đa phần là mình luyện một mình. Đấy, mặc dù mình có luyện vợ mình một chút. Thì khi mà luyện một mình thì mình luyện chủ yếu vào phần part 2 và part 3. Mình luyện cách để nói kiểu bất tận luôn, sử dụng bốn cái technique mà mình dạy các bạn trên bảng. Làm thế nào mà giám khảo hỏi mình một câu mà mình có thể discuss càng dài càng tốt, đúng không? Thế thì khi mà mình có thể nói dài như vậy thì mình cảm thấy là cái fluency của mình nó rất là cải thiện, nhưng mà đồng thời là cái ý tưởng mình cũng có rất là nhiều. Thế nên là khi mà giám khảo hỏi mình một câu thì mình chưa thấy có cái câu nào mà mình cảm thấy bí ý cả, bởi vì là mình luyện rất là nhiều topic rồi và mình luyện cái cách nói kiểu bất tận rồi, đúng không? Cho nên lúc nào mình có rất là nhiều thứ để nói. Đấy, thì đấy là cái cách luyện nói của mình, gọi là freestyle, nếu mà mình cạn ý thì thôi, đúng không? Và mình luyện part 2 và part 3. Alright. Và yeah, đó là những câu hỏi mà mình đã nhận được từ bên đài truyền hình. Và cảm ơn các bạn vì những cái câu hỏi này. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì, các bạn cứ mạnh dạn gửi về VTV7 hoặc là IELTS Face Off, đúng không? Mình và anh Đăng sẽ trả lời trong IELTS Musketeerism. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn, hẹn gặp trong các tập sau.